Rồi bây giờ Cảnh sẽ cho một cái phần dầu vô nha, để mình chiên đi nha. Thì thường thường á, cả nhà mình hay làm món gà, mình là gà luộc hay gà hấp, gà nướng, hầu hết thì mình ăn qua rồi, nó cũng đã quen. Thì bây giờ Cảnh đây có mua một miếng ức gà, thì bây giờ Cảnh sẽ cho lên đây và Cảnh sẽ chiên trực tiếp qua dầu là nó sẽ ngon cực kỳ luôn nha cả nhà. Rồi còn muốn làm như thế nào thì Cảnh mời cả nhà mình theo Cảnh để mình biết thêm chi tiết để mình làm một món gà chiên nữa nha. Rồi hôm nay Cảnh sẽ chia sẻ đến cho cả nhà mình một cách để làm món gà phi lê nha. Thì món gà phi lê này thì cả nhà mình muốn làm, trước tiên mình phải loại bỏ ba cái phần mỡ ở đây ra nha, ba mỡ thừa nằm ở bên hông nè, để khi mình chiên lên á nó không ảnh hưởng đến miếng thịt gà mình nha. Rồi ba cái chỗ nào mà có miếng thịt bằm mình sẽ loại bỏ luôn, để cho nó bị không bị mất cái hương vị của thịt gà. Đó. Rồi tiếp theo á thì cả nhà mình sẽ ra từng miếng ra cho Cảnh nha. Miếng này nó dài quá thì mình cắt ra làm đôi. Rồi mình sẽ thái ra từng miếng nha. Mình thái ra miếng đừng có mỏng quá nha cả nhà. Đây, miếng tầm cỡ này là vừa rồi. Còn những miếng này nó dày và nó dài thì mình sẽ ra làm đôi nha. Đây, mình sẽ ra làm đôi miếng vuông vuông như vậy. Sau đó mình cho vô một cái tô để mình rửa qua phần nước sạch nha. Rồi, phần thịt gà này cả nhà mình cho vô đây cho Cảnh một muỗng muối nha. Và một muỗng bột mì nha, để mình loại bỏ đi cái phần mùi hôi trên của thịt gà cho cả nhà. Thì mì thì nó có cái chất độ dính, muối thì nó có chất khử cho diệt trùng và làm sạch, thì nó bám vô ba cái mà chất dơ của thịt gà nằm ở bề ngoài á, và cái mùi hôi tanh hôi á nó sẽ loại bỏ luôn nha. Cái bột này mình nhồi thì đến khi mà cảm thấy mà nó dính hết vào phần cái ức gà này nè là mình sẽ rửa qua phần nước lạnh nha. Rồi cái phần bột á, cả nhà mình nhồi như thế này nó sẽ dính như thế này, đây dính như vậy, kiểu dẻo gì đây là ba phần bột mình đã thấm nha. Rồi sau đó mình sẽ cho phần nước vô để mình rửa sạch nha. Cái này thì cả nhà mình rửa 2-3 nước vô cho nó ra, chừng nào cảm thấy mà cái nước nó trong đi là mình sẽ tiến hành mình ướp nha. Rồi sau khi cái phần thịt gà mình đã làm sạch á thì tới bây giờ mình sẽ ướp nha. Rồi mình cho vô Cảnh vô đây một ít muối, thì những cái khẩu vị của nhà mình như thế nào thì mình nêm theo thế đó nha. Cảnh cho vô muỗng đường nhỏ, một muỗng cà no và một ít ngũ vị hương, mình nêm vô cho nó có những cái hương vị thơm. Rồi mình cho vô đây thì thêm một ít tiêu để cho nó bán đi cái mùi hôi của gà và nó tăng cái vị thơm lên nha. Sau đó Cảnh cho vô đây một muỗng bột ớt, ớt tương thì Cảnh cho vô đây 2 muỗng nha. Cảnh ra này sử dụng bằng muỗng nhỏ, nếu mình sử dụng bằng muỗng lớn mình sử dụng một muỗng thôi. Tiếp theo Cảnh sẽ cho vô đây một quả trứng gà nha. Tiếp theo thì Cảnh sử dụng một ít hành lá nữa nha, thì hành lá mình chỉ lấy cái phần lá thôi, còn phần cọng mình chừa lại nha. Rồi mình cho vô đây trong cái tô, sau đó mình sử dụng bằng một ít nước nóng nữa nha, trộn sơ qua cái phần hành lá này nha. Hành lá này mình chỉ trộn cho nó héo héo thôi nha. Rồi cái phần hành lá này thì mình sẽ sắc nha, nhuyễn nhuyễn ra nha. Rồi bây giờ phần hành lá Cảnh cho vô đây luôn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nhồi cho nó đều lên nha.
khi mình ngồi chừng nào mà cảm thấy mà cái qua cái phần trứng á, nó thấm đều lên cái phần ức gà hết thì mình ngưng nha. Rồi bây giờ mình ngồi như thế này là được rồi. Bây giờ mình để đây từ 30 phút đến 45 phút để cho nó thấm ba cái phần gia vị vô phần thịt ức gà nè, thì mình hãy tiếp tục mình tiến hành mình làm nha. Rồi tiếp theo mình cho vô đây một ít bột mì nha, và thêm đây một muỗng bột bắp. Rồi mình sẽ nhồi đều lên nha. Rồi bây giờ thì ba cái phần bột mình đã dẻo lại như thế này rồi, mình sẽ cho lên chảo mình chiên nha. Rồi bây giờ Cảnh sẽ cho một cái phần dầu vô nha. Rồi thọc cái phần dầu nó đã lên tim, mình thử cái độ nóng coi nó đủ nóng chưa nha. Mình thọc đôi đũa vô đó, đũa mình nó sôi lên nhiều thì dầu nó đã chín nha, đã nóng lên nhiều nha. Thì bây giờ dầu như vậy chưa được, để cho chừng nào mà đũa mình nó sôi thì nhiệt nhiều là mình mới cho phần ức gà vô nha. Cả nhà mình xem, đũa chỉ mới lên tim thôi. Rồi bây giờ phần đũa nó sẽ lên tim như vậy, đây cả nhà mình xem, nó có sôi lên như vậy là dầu mình nó đã đủ độ nóng nha. Rồi tiếp mình sẽ cho mấy phần ức gà mình đã thái mỏng ra, mình cho vô từ từ nha, mình không cho vô một lần một nha. Nếu mình cho vô một lần một, ba cái phần ức gà của mình nó sẽ bị dính chùm với nhau. Rồi cái phần ức gà này mình đã cho vô khoảng tầm 1 phút là mình chở sơ qua nha. Thì nếu mà ức gà mình có nhiều quá thì cả nhà mình có thể mình chiên qua hai lần nha. Rồi bây giờ cái phần ức gà mình á, mình đã chiên ra cho nó qua một lần màu vàng nhạt gì thôi nha, rồi mình sẽ vớt ra nha. Rồi mình để cho nó nguội 5 phút sau mình sẽ chiên lại một lần nữa nha. Đây, cái màu nó vàng, mà vàng nha, còn hơi nhạt. Rồi bây giờ Cảnh sẽ chiên lại lần hai nha. Lần hai này thì mình sẽ chiên cho nó vàng lên luôn nha cả nhà. Bây giờ cái phần gà nè nó giả vàng rồi, bây giờ Cảnh sẽ cắt ra dĩa nha. Rồi bây giờ mình đã được thưởng thức rồi đó cả nhà. Đây, nó vàng như vậy là được rồi nha. Rồi Cảnh sẽ cho ra cái dĩa. Đây cả nhà mình xem đó, cái phần này á thì mình chiên ở cho ở ngoài á, nó rất là giòn và ở trong nó mềm. Cái món này á thì người lớn trẻ em đều thích nha, tại vì nó có cái độ giòn giòn rất là ngon và cái nó vừa cái khẩu vị mình. Nếu mà cả nhà mình muốn ăn mặn hơn nữa thì mình có thể mình chấm qua nước tương ớt nha, rất là ngon nha. Món này ăn hao cơm lắm. Thì cả nhà mình có xem kênh Cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh Cảnh, cho Cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của Cảnh nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha, hẹn cô chú anh chị mình gặp lại clip sau nha.